Đây, những cái con này là lũng, một con có hai lỗ. Nhưng mà cái con này không phải là cái con quy đất, con có voi, mà gọi là con siphon. Cái con này á, thường thì nó sống những cái nơi mà cát mà có được là như nó cứng như đất sét á. Đó. Đó, ăn thì không có ngon đâu, không ngon bằng như con quy đất đâu nha. Đó, nhưng mà nó cũng là hai lỗ đây. Đấy, hai lỗ. Khi mà con quy đất á, ở trên lỗ nó có một tí xanh xanh, thì cái nòi của nó, con này không có xanh.